áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng tất cả các con đến với môn học tiếng Việt 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của Lan Anh. Và hôm nay cô sẽ đồng hành với con đi ôn tập sự học kỳ 1 nhé. Và buổi ngày hôm nay của chúng ta chính là tuần 9, tiết 7, 8. Cô và các con đã cùng nhau trải qua 3 tiết ôn tập này. Tiết 1, 2, tiết 3, 4 và tiết 5, 6. Ở 3 tiết trước thì chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong 8 câu hỏi rồi. Vậy thì câu hỏi đầu tiên trong tiết 7, 8 này chính là câu hỏi số 9. Được chưa nào? Và câu hỏi số 9 là câu hỏi duy nhất trong tiết hôm nay. Tuy nhiên sẽ là một câu hỏi khá dài. Vậy nên các con hãy cùng tập trung với cô nhé. Chúng ta cùng mở vở ra nào. Câu hỏi số 9 nằm ở trang 38. Nội dung yêu cầu như sau. Chọn kể một câu chuyện mà em thích. Các con có thể kể cho cô một câu chuyện cổ tích này, một câu chuyện ngụ ngôn này, hay một câu chuyện cười ở bên ngoài cuộc sống. Hoặc các con cũng có thể kể cho cô một câu chuyện ở trong bài đọc, trong các tiết học mà chúng ta đã từng học này. Được chưa nào? Và để dễ dàng hơn, để cả lớp có thể hình dung được rõ hơn, thì chúng ta sẽ cùng nhau kể một số câu chuyện có trong các bài đọc nhé. Và để làm được câu hỏi số 9 thì cô có hướng dẫn như sau. Cô hãy chọn cho cô một câu chuyện yêu thích trong các bài đọc và kể lại cho cả lớp nghe. Ví dụ như ba câu chuyện sau này. Câu chuyện thứ nhất, cậu bé ham học. Câu chuyện thứ hai, niềm vui của Bi và Bống. Câu chuyện thứ ba, em có xinh không? Chỉ cần nghe tên mỗi câu chuyện thôi, chúng ta đã cảm thấy rất là thú vị rồi được chưa nào? Vậy thì để rõ hơn, để cuốn hơn thì các con hãy bằng lời lẽ của mình và bằng những nội dung chính có trong mỗi câu chuyện, các con hãy nhớ lại và kể cho cả lớp cùng nghe. Còn với cô nhé, cô cũng sẽ kể cho con một câu chuyện. Và trước hết này, các con cùng nhìn cho cô 4 bức tranh xong và đoán cho cô xem đây là câu chuyện nào nhé. Bức tranh đầu tiên là có một cậu bé cõng em này. Bức tranh thứ hai là cậu bé đang ngó vào một lớp học này. Bức tranh thứ ba thì là thầy đồ đang khen bạn này. Và bức tranh cuối cùng là bạn nhỏ đã được ngồi vào học cùng này. Thì sao nhỉ? Đây là câu chuyện nào? Các con nhớ cho cô xem nào. Đó chính là câu chuyện cậu bé ham học. Bây giờ các con cùng lắng nghe cô kể lại câu chuyện cậu bé ham học nhé. Vũ Duệ đỗ trạng nguyên ở triều đại nhà Lê. Ông là người nổi tiếng thông minh, có khí phách, được vua Lê tin dùng. Các quan trong triều ai cũng kính nể. Thuở nhỏ, vì nhà nghèo, Vũ Duệ không được đi học, phải ở nhà trông em. Nó cầm nước cho bố mẹ đi làm ngoài đồng. Ngày nào cũng vậy, mỗi buổi sáng, khi thầy đồ trong làng bắt đầu dạy học, Vũ Duệ lại cõng em đứng ở ngoài hiên, chăm chú nghe thầy giảng bài. Thầy đồ thấy Vũ Duệ ham học, trong lòng quý mến, muốn thử tài cậu bé. Thầy đặt một câu hỏi hóc búa cho cả lớp, không ai trả lời được. Thầy nhìn ra ngoài cửa lớp, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cậu bé đang nhìn mình. Ý chủ muốn trả lời câu hỏi thầy cho các bạn trong lớp. Thầy đồ bèn hỏi, liệu con có trả lời được câu hỏi của ta không? Cậu bé thưa, dạ, thưa thầy, con xin trả lời ạ. Được thầy cho phép, Vũ Duệ trả lời câu hỏi chua chảy, mạch lạc, đâu ra đấy? Thầy đồ gật đầu tán thưởng. Cả lớp thán phục, thầy bước ra cửa lớp, xoa đầu Vũ Duệ,
khen ngợi. Ngay sau buổi học đó, thầy Đồ đến tận nhà cậu bé, khuyên cha mẹ cậu cho cậu đi học. Thế là Vũ Duệ được đi học, chính thức bên thầy, bên bạn. Chỉ vài tháng sau, Vũ Duệ đã là trò giỏi nhất lớp. Và đây là một câu chuyện theo kể chuyện thần đồng Việt Nam. Được chưa nào? Vậy thì qua câu chuyện trên, các con thấy được tinh thần học tập rất cao của bé Vũ Duệ sau này chính là trạng nguyên của nước chúng ta. Các con đang còn ngồi trên ghế nhà trường, đang được đi học đều đặn mỗi ngày, thì chúng ta cũng nên chăm chỉ để không phụ công lao của bố mẹ, được chưa nào? Và đó chính là câu chuyện mà cô kể cho câu hỏi số 9 này. Vậy thì câu hỏi số 9 đến đây đã hoàn thành rồi. Các con có thể kể cho cô một câu chuyện khác mà các con thích, được chưa nào? Và đến đây thì buổi học của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô Anh rất mong gặp lại các con vào buổi ôn tập cuối cùng nhé. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.